Bão số 9 giật cấp 16 sẽ chạy dọc bờ biển Khánh Hòa Đà Nẵng. Thứ Bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021, 9 giờ 14, GMT cộng 7. Đến sáng nay, tâm bão số 9 ở cách Phú Yên Khánh Hòa khoảng 250 km về phía đông với gió giật cấp 16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay 18 tháng 12, tâm bão số 9 ở khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150-165 km/h, giật cấp 17. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 4 giờ ngày 19 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, cách Phú Yên Khánh Hòa khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, 135-165 km/h, giật cấp 16. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng Quảng Nam khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, 100-135 km/h, giật cấp 14. Sau đó bão đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần. Đến 4 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 9. Trong 72-96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được 10-15 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bão dai giật cấp 17 đã vào biển Đông thành cơn bão số 9. Thứ Sáu ngày 17 tháng 12 năm 2021, 16 giờ GMT cộng 7. Chiều 17 tháng 12 năm 2021, bão dai đã vượt qua phía bắc đảo Palawan, Philippines, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021, trên biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 16 giờ chiều 17 tháng 12, vị trí tâm bão dai ở khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc, 118,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 500 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150-165 km/h, giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h. Đến 16 giờ ngày 18 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, 135-165 km/h, giật cấp 17. Dự báo vị trí và đường đi của bão dai, bão số 9. Ảnh VNDMS. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới trải rộng từ vĩ tuyến 8,0 đến 14,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Trong khu vực này, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, tàu thuyền có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 16 giờ ngày 19 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi Bình Định Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 120-135 km/h, giật cấp 15. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Trong 72-96 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Rủi ro thiên tai trên vùng biển khu vực giữa Biển Đông bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, được Trung tâm KTTV QG cảnh báo cấp 4. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực phía Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa trong những giờ tới có gió mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 10. Ở vùng biển giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh dần lên cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17, sóng biển cao nhất từ 8-10 m, biển động dữ dội. Từ đêm mai, 18 đến hết ngày 19 tháng 12, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm đợt, có nơi trên 250 mm đợt. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Chiều nay bão dai vào Biển Đông. Thứ Sáu ngày 17 tháng 12 năm 2021, 9 giờ 14, GMT cộng 7. Lúc 7 giờ ngày 17 tháng 12, tâm bão trên vùng biển Tây miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 185 km/h, cấp 14-15, giật trên cấp 17. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong hôm nay bão theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h, cường độ suy yếu dần và chiều tối sẽ vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 18 tháng 12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 165 km/h, cấp 13-14, giật cấp 17. Ngày mai, bão giữ hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h. Đến 7 giờ ngày 19 tháng 12, tâm bão cách bờ biển Bình Định Khánh Hòa khoảng 280 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 150 km/h, cấp 13, tăng 3 cấp. Trong 48-72 h tiếp theo, bão đổi theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15 km/h.
Đến 7 giờ ngày 20 tháng 12, tâm bão cách bờ biển Đà Nẵng Bình Định khoảng 150 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 135 km/giờ, cấp 12, giật cấp 15. Ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thông thường tháng 12 bão đi vào khu vực phía nam của Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phía nam. Tuy nhiên bão Giai lại có xu hướng đi ngược lên phía bắc, đó là sự khác thường về đường đi so với trung bình nhiều năm. Khả năng đường đi bão Giai lệch lên phía bắc đang có xác suất lên tới 80%. Ngoài ra, cũng có khả năng bão đi thẳng vào miền Trung và lệch xuống phía nam, tuy nhiên các khả năng này không nhiều. Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão hiện mạnh 145 km/giờ, rạng sáng mai bão sẽ đi vào Biển Đông, giữ nguyên sức gió. Đài Hồng Kông nhận định bão giữ sức gió mạnh nhất 175 km/giờ cho đến khi vào gần bờ biển miền Trung Việt Nam mới giảm xuống 155 km/giờ. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên từ vĩ tuyến 8,5 đến 14,5, phía đông kinh tuyến 113,5. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, khu vực phía bắc của Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 10, ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh dần lên cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17, sóng biển cao nhất từ 8-10m, biển động dữ dội. Tối qua, 17/12 Thủ tướng ra công điện yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau cùng các bộ ngành chủ động lên phương án ứng phó bão Giai, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền đến khu vực an toàn, triển khai các biện pháp bảo đảm tính mạng cho người dân. Siêu bão Giai rất nguy hiểm khi vào Biển Đông, 28 tỉnh, thành phố khẩn trương ứng phó. Thứ Năm, ngày 16 tháng 12 năm 2021 20:45. Bão Giai có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tàu thuyền hoạt động trên Biển Đông và gây gió mạnh ven biển Trung Bộ, do đó, cần phải khẩn trương triển khai các phương án ứng phó. Siêu bão Giai có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tàu thuyền hoạt động trên Biển Đông. Ảnh minh họa TPO. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay 16 tháng 12, bão Giai đã mạnh lên thành một cơn siêu bão, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 16, giật trên cấp 17, với tốc độ gió giật 75m/giây, tương đương cấp 19-20 trên thang Beaufort mở rộng. Siêu bão Giai di chuyển nhanh với vận tốc 25-30 km/giờ, đổ bộ Philippines với cường độ mạnh. Dự báo, đêm 17 tháng 12, siêu bão sẽ đi vào Biển Đông trở thành bão số 9 năm 2021. Sau khi đi qua Philippines, bão Giai sẽ suy yếu nhưng cường độ vẫn rất mạnh. Nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Khu vực biển Trung Bộ từ ngày 19 tháng 12 gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Để chủ động ứng phó với bão, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của người dân, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị 28 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang cần khẩn trương có phương án ứng phó với bão và mưa lớn. Cụ thể, đối với tuyến biển, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão, thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền bao gồm tàu cá, tàu vận tải, tàu công trình để di chuyển phòng tránh hoặc về nơi tránh trú an toàn, tạo điều kiện cho tàu cá và ngư dân các địa phương khác vào tránh trú. Kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu, sẵn sàng triển khai công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên biển và ven biển. Đối với đất liền, hải đảo, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là phương án di rời, sơ tán dân để đảm bảo an toàn, đồng thời phòng chống dịch COVID-19. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm, 4 tại chỗ, để ứng phó với bão mạnh, ngập lụt khu vực thấp trũng, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi, nhất là tại các khu vực đã từng xảy ra ngập lụt, giao thông từ đất liền ra các đảo và phương án cung cấp nhu yếu phẩm cho các đảo. Sẵn sàng triển khai các hoạt động của lực lượng xung kích tại cơ sở, rà soát nhà ở không an toàn, hướng dẫn phân luồng giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập sung yếu, hồ thủy điện nhỏ, công trình đang thi công, sửa chữa. Chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình và truyền thông cơ sở tăng cường thông tin về thiên tai, hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân, nhất là tại các thôn, bản. Riêng các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cần phải nắm bắt và có kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực nhà yếu, phương án quản lý, số liệu tàu thuyền neo đậu tránh bão tại các khu vực cửa sông, lạch, phương án đảm bảo an toàn cho những tuyến đê biển sung yếu để sẵn sàng ứng phó trong tình huống bão đổi hướng. Các bộ gồm Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Công an, Công thương, Y tế, Ngoại giao, tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao và có phương án ứng phó với bão, mưa lũ phù hợp. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, xác định các nguy cơ rủi ro thiên tai, xây dựng kịch bản điều hành ứng phó để chỉ đạo các biện pháp cụ thể, ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại, trước hết tập trung bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, chuẩn bị sẵn sàng công tác chỉ đạo tại hiện trường. Bão Giai mạnh cấp 13 sắp vào Biển Đông, Bắc Bộ đón mưa lạnh. 16T12N2021. Bão Giai hiện di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 16 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc, 129,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 135-150 km/h, giật cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 1 giờ ngày 17 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc, 123,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 135-150 km/h, giật cấp 16. Dự báo, cho đến 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ có xu hướng giảm dần, trong 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cường độ bão tiếp tục có xu hướng giảm dần. Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão dai, ảnh NCSMF, hiện nay, ngày 16 tháng 12, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, gần sáng 17 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh phân tích trên nên gần sáng và ngày 17 tháng 12, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ gần sáng ngày 17 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Hà Nội, ngày 17 tháng 12 có lúc có mưa nhỏ. Từ đêm 17 tháng 12, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 đến 16 độ. Từ đêm 17 tháng 12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13 đến 16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15 đến 18 độ. Từ ngày 17 tháng 12, trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0 đến 4,0 mét, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0 đến 5,0 mét. Bão số 9 giật cấp 16 sẽ chạy dọc bờ biển Khánh Hòa Đà Nẵng. Thứ Bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021, 9 giờ 14, GMT cộng 7. Đến sáng nay, tâm bão số 9 ở cách Phú Yên Khánh Hòa khoảng 250 km về phía đông với gió giật cấp 16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay 18 tháng 12, tâm bão số 9 ở khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150-165 km/h, giật cấp 17. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 4 giờ ngày 19 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, cách Phú Yên Khánh Hòa khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, 135-165 km/h, giật cấp 16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng Quảng Nam khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, 100-135 km/h, giật cấp 14. Sau đó bão đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần. Đến 4 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 9. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bão dai giật cấp 17 đã vào Biển Đông thành cơn bão số 9. Thứ Sáu ngày 17 tháng 12 năm 2021, 16 giờ GMT cộng 7. Chiều 17 tháng 12 năm 2021, bão dai đã vượt qua phía bắc đảo Palawan, Philippines, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021, trên Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 16 giờ chiều 17 tháng 12, vị trí tâm bão dai ở khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc, 118,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 500 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150-165 km/h, giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h. Đến 16 giờ ngày 18 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, 135-165 km/h, giật cấp 17. Dự báo vị trí và đường đi của bão dai, bão số 9. Ảnh VNDMS. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới trải rộng từ vĩ tuyến 8,0 đến 14,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Trong khu vực này, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, tàu thuyền có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km.
đến 16 giờ ngày 19 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển.